Thì hai vợ chồng một đứa con với lại một một ông, thì là ông lớn đó, là hai hai vợ chồng một đứa con và ông đều bệnh hết, bốn người đều bệnh hết. Thì chồng với con á, thì đang hồi gọi là hấp hối, cho nên là nhập viện, là nhập viện. Còn lại hai người ở nhà, thì sau 2-3 ngày thì ông cũng yếu và ông cũng mất luôn. Còn lại một cái chị đó ở nhà, thì chị đang hồi rất là gọi là mệt mỏi và trong cái trạng thái là không có một cái năng lượng nào đó để mà có thể ngồi dậy hết, thì mình cũng không biết là cái tình trạng chị như nào luôn, vì không có liên lạc được luôn cả nhà. Thì không biết là giờ này là như thế nào luôn, cho nên là cả nhà của mình nó cần phải có những cái ý thức, và có những cái gia đình là họ, những người xung quanh của họ là mất hết rồi, 3-4 người thân xung quanh họ luôn, gần nhất luôn với họ luôn là mất hết rồi, và họ đã giờ họ quyết định là gì, họ đem những cái số tiền mà họ đang có đó, họ rút ở trong ngân hàng ra để mà đem đi 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 làm từ thiện luôn. Thì họ nói là bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, nó giống như là cái tình trạng ở ở Vũ Hán mà đầu năm 2020 vậy đó cả nhà, ý chang như vậy luôn. Họ họ cầm tiền từ ở trên 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 chung cư họ rải xuống dưới luôn. Thì ở Việt Nam mình thì mình chưa thấy những cái cảnh đó, nhưng mà đã có những cái người là chia sẻ với mình là có rất là nhiều người luôn, họ đã lấy tiền, rút tiền ở trong ngân hàng ra để mà họ đi làm từ thiện hết luôn. Thì mình nghĩ nếu như mà những cái người đó mà họ làm từ thiện á, bằng cách là họ sẽ biết là những cái người mà họ đang bệnh đó, mà họ đang rất là cần những cái dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe của mình, giống như hồi nãy Yến Quân vừa mới chia sẻ, thì là quá tốt luôn rồi. Đúng không ạ? Bây giờ không ăn được nữa rồi, thì có mua thực phẩm đồ nọ kia gì đó về cứu trợ mà ngồi dậy cũng không nổi nữa, thì làm sao mà ăn uống được, đúng không cả nhà? Đó. Cho nên là mình đang nói với cả nhà là việc ý thức được đó, để mà có những cái hành xử đúng, có những cái hành xử đúng với lại cái tình trạng của mình hiện nay. Rồi, thì corona thì mình đã nghe rất là nhiều luôn rồi, những cái này là mình biết quá luôn rồi. Tức là nó thích hợp với lại cái điều kiện mà lạnh với lại khô, cho nên là cả nhà của mình hãy uống nước đầy đủ nè, rồi giữ ấm cho cơ thể nè, đó, rồi chúng ta vận động thường xuyên nè, đó thì chắc chắn luôn, hoặc là chúng ta xong nè. Đó, chúng ta làm tất cả những cái gì có thể làm được, chúng ta phải uống nước ấm nè, mỗi ngày nè, để mà chúng ta có thể là giảm cái tình trạng là nhân lên, giảm cái tình trạng virus tồn tại ở trong người của mình. Thì những cái con đường lây lan thì mình cũng thuộc luôn rồi. Mình nghĩ là khoảng gần 250 người đang ngồi ở trong cái phòng Zoom mình ngày hôm nay, thì có thể là mình thấy là gì, những cái con đường lây nhiễm rồi 5K là cái gì mình cũng thuộc hết trơn luôn rồi. Mình không có còn cái gì mình cần phải phân tích ở đây nữa hết, đúng không ạ? Rồi, như vậy là cả nhà của mình lưu ý ha, những đặc biệt luôn là tiếp xúc với người bệnh hoặc không khí là cái này rõ ràng rồi, nhưng mà tiếp xúc với lại các cái bề mặt bị nhiễm á cả nhà, có nghĩa rằng á, có nhiều người á, họ đi siêu thị về, đi siêu thị về, và có nhiều người là nhờ người đi siêu thị về, thì hoặc là nhờ người giao từ siêu thị á, giao đi chợ giùm á, hoặc là nhờ ráp đi chợ giùm, thì ở trên các cái bịch á, các cái bịch ni lông á, các cái vật dụng mà đựng á, đựng các cái loại thực phẩm đó đó, là cũng có nguy cơ nhiễm luôn nữa. Cho nên mình về là mình phải thực hiện các cái biện pháp sát trùng, và nhanh chóng quăng hết những cái bao bịch đó đi, và mình nhanh chóng mình rửa tay mình sát trùng, mình rửa tay của mình, rồi sau đó là mình mới chế biến hoặc là mình sơ chế mình mới cất vào trong tủ lạnh. Cả nhà nhớ nha, cả nhà mình lưu ý nha, là vì nguyên cái bịch đó đó mà mình đem mình nhận vô trong tủ lạnh luôn á, thì ở trong môi trường mà lạnh mà, là nó thích mà, thích hợp mà, thì nó lại phát triển, và sau đó là gì, là mình lại nhiễm bệnh. Cho nên cả nhà của mình cần lưu ý tất cả những cái vấn đề này ha, đó, để mà mình có thể tự bảo vệ mình. Rồi, còn lây lan như thế nào thì là quá sức rồi ha, mình không có, và có những cái trường hợp là không có triệu chứng luôn nha cả nhà, có những trường hợp không có triệu chứng luôn nha, đó, và có rất là nhiều người luôn đã nhiễm, gọi là đã tiêm phòng rồi, cũng đủ 2 mũi luôn rồi, nhưng mà vẫn vẫn xuất hiện triệu chứng bệnh, và vẫn dương tính cả nhà nha. Đó, cho nên là mình lưu ý những cái thông tin như vậy để mình không thể ỷ y được, mình không có lơ là một chút nào hết nha, không có lơ là, lúc nào mình cũng chủ động bảo vệ hết đó. Còn cái đối tượng hoặc là nguy cơ mắc bệnh thì cả ngày mình cũng nghe nói rồi, ra rã luôn đúng không, nói suốt luôn trên tất cả các cái phương tiện đều nói hết, những cái người cao tuổi, những người có mắc những cái bệnh nền, thì rồi những cái người mà bị suy dinh dưỡng, rồi tiếp xúc
gần với người mắc bệnh, vân vân, đi về từ những cái vùng dịch hoặc là làm những cái công việc mà phải tiếp xúc với nhiều người đó. Ví dụ như những cái người mà họ làm ở siêu thị mà tính tiền đó, thì là tiếp xúc với vô vàn người luôn, cho nên mình lại mình tiếp xúc với họ đó, cho dù là đứng xa đứng gần vậy không biết, nhưng mà bây giờ là lây nhiễm là nó ở trong không khí luôn rồi cả nhà đó, cho nên là mình phải thực sự luôn là lưu ý nha. Còn lại không những 5K mà là 7K. 7K thì là những cái người mà ở, nếu mà mình mà bị F0 mà mình vào trong các cái khu cách ly thì mình ở trong các cái khu cách ly đó mình cũng phải thực hiện các cái biện pháp an toàn. Rồi những cái người mà họ làm cái công tác kiểm soát biên giới thì cũng nên là thực hiện cái kiểm soát biên giới một cách chặt chẽ. Đó. Thì đó là cái 7K. Cái biện pháp mà phòng chống hiệu quả nhất luôn đó, phòng chống hiệu quả luôn nha cả nhà, đó là mình tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể của mình. Vì bất cứ bệnh gì cũng vậy, không riêng gì COVID nha, mình nhắc lại với cả nhà mình cần ý thức cái chuyện đó, đó là gì? Cần tăng cường cái sức đề kháng của mình để chống chọi lại, đặc biệt luôn là với cái tình trạng cấp bách hiện nay, đó là COVID. Đó, đó là mình tăng cường cái sức đề kháng của mình, đó là mình uống đủ nước nè. Ở Bệnh viện Phổi Trung ương á, cũng khuyến cáo, mà có cái tài liệu khuyến cáo luôn, mà Bộ Y tế cũng có những cái tài liệu khuyến cáo luôn cả nhà, đó là mình phải uống đủ nước ở trong ngày, mình đừng có để cái người mình nó khô, đừng có để cổ họng mình nó khô đó. Là mình phải uống nước mỗi ngày, mình uống từng ngụm nhỏ chứ không phải là nói uống nước mỗi ngày rồi nói mỗi một ngày là 2-3 lít, thế là mỗi một lần là mình uống vô là một là nửa lít nước, hoặc là mình đổ vô là 1 lít nước, rồi sau đó tới buổi chiều là mình uống vô nửa lít nước nữa, thì cái điều này là nó không có chính xác nha, nó không có đúng ha, nó không có đúng theo cái cách mà mình ăn uống nha cả nhà. Cho nên là cả nhà mình uống nước đúng cách là uống từng cái ngụm nhỏ, uống từng ngụm một nhỏ hoặc là một cái ly nhỏ, mỗi một lần khoảng chừng 100-200 ml gì đó, rồi mình uống liên tục như thế trong trong ngày ha. Tại vì bây giờ là hầu hết luôn mọi người luôn là hầu hết luôn là đều ở nhà ha. Có một số người là mình đang ở trong các cái khu cách ly hoặc là mình ở trong các cái công ty để mà mình làm việc. Nhưng mà cái việc mà uống nước là cực kỳ cần thiết, đặc biệt luôn là mình có thể uống nước ấm đầy đủ, uống nước ấm đầy đủ. Nhớ nha cả nhà, mình nhắc đi nhắc lại những cái chuyện này nó rất là đơn giản nhưng mà nó đã giúp cho mình phòng chống cái tăng cái sức đề kháng của mình để mà mình chống chọi lại với lại COVID-19. Và mình giữ ấm cơ thể thì hồi nãy mình cũng có nói rồi ha, mình có thể là gì xông mũi hoặc là mình xông toàn cơ thể của mình để mà mình giữ ấm. Rồi buổi tối thì mình mở cái máy lạnh ở cái chế độ, nếu mình ngủ máy lạnh thì mình mở ở một cái chế độ gọi là mát thôi, mình đừng có mở ở cái chế độ là lạnh ha cả nhà nhớ nha, để cho mà cái cơ thể của mình có thể là giữ ấm, đặc biệt là giữ ấm cho cái vùng phổi của chúng ta. Phổi rất là sợ lạnh nha, nhưng mà virus thì nó lại rất là thích lạnh ha. Cho nên là nó từ cái không khí ở bên ngoài nó đưa vào trong phổi của chúng ta, thì cái lúc mà chúng ta có triệu chứng rồi là có nhiều vấn đề xảy ra với mình lắm nha. Rồi tiếp theo nữa đó là giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng, có nghĩa rằng mình bình tĩnh nhất luôn, thường xuyên là có thể là mình sẽ tập thể dục tùy theo cái trạng thái, tùy theo cái thể trạng của mình để mà mình tập và thể dục tập và vận động, và mình giữ cái trạng thái mình cân bằng là không có bị stress, hoặc là mình có thể thiền ha, mình có thể thiền, mình thiền khoảng chừng là 20 phút, 30 phút hoặc là 1 tiếng tùy theo mỗi người. Vì chúng ta bây giờ là nếu mà mình có thời gian thì mình hãy dành cho mình đi ạ, là vì hơn lúc nào hết luôn, bây giờ là mình cần dành cho mình nhất luôn đó. Cho nên mình giữ cái cơ thể mình ở trạng thái cân bằng, đừng có đưa mình vào trạng thái stress nha cả nhà. Đưa mình vào cái trạng thái stress là rất mệt mỏi luôn. Đó, là mình gây hại cho cơ thể của mình luôn. Là vì cơ thể của mình á, cơ bản á, là ví dụ như bây giờ mình đã lo lắng rồi, mà đặc biệt luôn trước giờ mình không có quan tâm tới cái việc là bảo vệ cơ thể của mình nữa, thì những cái người đó lại càng có nguy cơ cao, mà bây giờ mình lại để cho cái trạng thái stress nữa, thì những cái yếu tố stress là những cái gốc tự do nó lại càng tấn công vô cơ thể của mình nữa, thì nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình càng suy yếu đi nữa đó. Cho nên là lưu ý là giữ cái trạng thái cân bằng ở cơ thể là rất quan trọng trước hết. Như vậy khi mình giữ được cơ thể mình ở trạng thái cân bằng rồi thì mình sẽ rất là bình tĩnh để mình giải quyết tất cả những cái công việc ở sau. Tiếp theo nữa đó là cái phần mà mình vận động, mình vận động thể dục thường xuyên ha, thường xuyên luôn đi, mình đừng có nói tới là bao nhiêu ngày trong tuần nữa,
cái kia là mình giữ cái nhịp sống của mình để cho nó thăng bằng, là mình vận động ví dụ mỗi một ngày là 30 phút đến một tiếng đồng hồ, rồi một tuần thì là 5 ngày ha, tuần là 5 ngày, còn không thì 7 ngày thì càng tốt. Còn bây giờ là ngày nào mình cũng vận động đi cả nhà, vận động nha, không phải lao động nha cả nhà, nhớ là vận động chứ không phải là lao động. Cho nên là gì, mình vận động, mình thể dục thường xuyên để mình gì lưu thông máu huyết nè, rồi các cái huyệt đạo của cơ thể của mình nó cũng sẽ được lưu thông nè. Rồi mình vận động thì mình sẽ giúp cho cái việc mà trao đổi chất ở trong cái cơ thể của mình, cũng như là mình giải giải bớt những cái độc tố ra bên ngoài. Thì điều này rất là tốt cho cái cơ thể của mình, cho cái sức khỏe của mình. Rồi, nữa đó là mình phải ngủ đủ giấc, đừng có thức khuya. Cả nhà mình đừng thức khuya, là vì từ 12 giờ đêm cho tới 3-4 giờ sáng là cái thời gian mà cơ thể của mình cần nghỉ ngơi, tái tạo lại cái sức khỏe, đặc biệt luôn là đối với lại cái gan của mình đó, hồi đào thải các cái chất độc, và toàn bộ cơ thể của chúng ta luôn là đào thải chất độc trong khoảng cái thời gian này. Và buổi sáng thì là cái tới cái đại tràng của chúng ta cũng sẽ đào thải các cái chất độc đó, là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là cái cơ thể của mình nó sẽ đào thải chất độc qua cái đường đại tiện. Cho nên là vì cái việc mà ngủ đủ chất rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không có, ví dụ như chúng ta đang hồi làm việc hoặc là làm việc online thì tất nhiên là chúng ta vẫn làm việc bao nhiêu đó giờ. Có nhiều người là gì, ngủ trễ, dậy trễ, thì cái điều này nó sẽ hại cho cơ thể mình rất là lớn. Mình thay đổi cái thói quen của mình đi ạ. Mình ngủ sớm và mình dậy sớm. Ví dụ như lúc trước 12 giờ ngủ, rồi 6, 7 giờ mới dậy. Thì bây giờ là 10 giờ mình ngủ đi, 5 giờ mình dậy, cũng đủ 7 tiếng, đúng không ạ? Hôm 12 giờ mình ngủ, 7 giờ mình dậy là cũng 7 tiếng, đúng không? Và bây giờ là 10 giờ mình ngủ thì 5 giờ mình dậy. Như vậy là cũng đủ, đúng không ạ? Cũng đủ, 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 ngủ đủ 7 tiếng thôi. Và cái thời gian còn lại là mình làm việc. Và sáng ra là cái không khí nó rất còn rất là trong lành, thì mình sẽ bắt đầu mình vận động, đúng không ạ? Thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho cái sức khỏe của mình luôn. Cho nên là gì, mình ngủ đủ giấc ở trên ngày cũng tăng cường được cái sức đề kháng của cơ thể của mình lên, và giúp cho cái trạng thái cơ thể của mình sẽ sớm lấy lại cái trạng thái cân bằng. Cho nên cái điều này cả nhà của mình cần quan tâm rất là lớn luôn. Trong cái giai đoạn này hãy dành cho mình đi ạ. Thể dục vận động rồi giữ trạng thái cân bằng, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể, uống nước, vân vân, cũng như là thực hiện cái việc mà ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là hãy dành cho mình đi ạ. Hơn lúc nào hết, những cái lúc này là chúng ta cần bảo dưỡng sức khỏe của mình hơn ai hết. Nếu mà bạn nào đó hoặc là anh chị cô chú nào đó ở trong phòng Zoom của mình mà đã comment rằng là mình giữ làm sao cho cái ly nó đừng có rớt xuống là quan trọng hơn là rớt xuống rồi vá lại sao, hay là rớt xuống đền bao nhiêu, thì làm ơn là gì, thực hiện tất cả những cái việc này ạ. Đó là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Quan tâm tới các cái chất dinh dưỡng, các dinh dưỡng để làm gì ạ? Mình vừa cân bằng cơ thể mình mà mình còn còn tăng được cái sức đề kháng của mình lên nữa. Thì cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng luôn. Nếu như mà ai mà thấy rằng những cái biện pháp như thế này mình tự có thể mình dành cho mình được, và mình quyết tâm là mình dành cho mình. Bây giờ mình nói quyết tâm là để khuyến khích cả nhà thôi ạ. Chứ còn thực ra là sức khỏe của mình là mình tự luôn. Và nếu như ai mà thấy rằng mình sẽ làm những cái việc này vì mình, thì mình hãy comment lên đó là tôi ạ. Mình tự luôn, mình tự nhé. Cho nên là cả nhà của mình comment đi ạ. Comment làm tôi. Nếu như mà mình muốn thực sự là mình bảo vệ sức khỏe của mình, mà mình bảo vệ sức khỏe của mình là mình bảo vệ được sức khỏe của gia đình mình và góp phần vào cộng đồng của mình để có một cái cộng đồng khỏe mạnh. Điều này cực cần thiết hơn bao giờ hết luôn. Đó là bảo vệ, mình góp một cái phần nhỏ cho chính mình thôi, mình góp cái phần của mình thôi, nhưng mà lại là cho cả một cái cộng đồng lớn. Mình chỉ làm cho mình thôi, nhưng mà lại giúp cho cả một cái cộng đồng. Cả nhà mình lưu ý cái đó nha. Mình không phải làm cho mình nữa, mà mình hãy làm cho gia đình mình hãy làm cho cộng đồng xung quanh mình, để có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Và đây là những cái cách mà phòng chống hiệu quả, đó là giảm cái nguy cơ lây nhiễm ở trong cộng đồng, để rồi còn mình phòng chống thì mình giảm cái nguy cơ lây nhiễm ở trong cộng đồng và tăng cái sức đề kháng. Đó, mình tăng cái sức đề kháng, phòng chống COVID. Rồi, tăng cái sức đề kháng ở trong cái việc mà mình chống lại cái COVID-19. Cho nên là cả nhà mình sẽ thấy là rửa tay thường xuyên nè.
bất cứ một cái bề mặt nào mình đụng vô, không cần là mình phải đi siêu thị về, hay là không cần là mình phải lấy những cái thức ăn hoặc là những cái gì đó mà người ta giao tới, không phải, không cần như vậy. Ở trong nhà mình thôi, tất nhiên là khi mà mình lấy những cái đó thì mình cũng đã làm rồi, nhưng mà kể cả là những cái ngày mình không có lấy bất cứ gì cái gì ở bên ngoài luôn, thì những cái vật dụng xung quanh mình đã cả nhà, thì nó là từ trong không khí mà ở đâu đó người ta đi ngang, hoặc là như nào đó, hoặc là từ đâu đó nó vô tình nó bay tới chẳng hạn, và nó bám trên các cái vật dụng của mình. Thì trước khi mà mình lấy tay của mình mà mình quơ quào mình, sao ai đó điều khiển cái máy của mình, hay là cái máy của mình nó có vấn đề rồi. Đó là mình phải cần phải rửa tay ha, mình cần phải rửa tay bằng bằng xà phòng và các cái nước rửa tay mà sát khuẩn cả nhà nha. Rồi mình thực hiện đúng như là những cái phần mà đã được Bộ Y tế của mình hướng dẫn. Cho nên là gì, trước khi mình đưa lên mặt, lên mắt, lên người của mình á, có nhiều người là hay ngoáy mũi rồi nọ kia vậy á. Cho nên là mình rất là thận trọng cả nhà ha, mình dụi mắt rồi đó, là mình thận trọng với cái bàn tay của mình. Rồi mình bốc thức ăn mình ăn rồi đó ha. Rồi rồi tăng cái sức đề kháng bằng cách các cái lối sống lành mạnh thì hồi nãy mình đã nói rồi ha. Mình cân bằng cơ thể nè, rồi mình sẽ có những cái thói quen tốt hơn, đó là mình trước đây mình chưa vận động thì bây giờ mình tăng cường mình vận động nè. Rồi mình ăn uống nó sẽ có chế độ hơn, mình sinh hoạt có chế độ hơn, rồi ngủ nghỉ rồi vân vân. Đó là mình dành cho mình. Và mình thực hiện cái chế độ là dinh dưỡng cân bằng đầy đủ để mình có thể tạo một cái sức chống đỡ lại đối với lại COVID. Rồi cái lối sống lành mạnh là thể dục, là uống nước, là vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi ha, ngủ đủ giấc trước 11 giờ. Rồi rồi đây cái chế độ dinh dưỡng ngày hôm nay mình muốn nói, tất cả những cái kia từ đó giờ mình thực hiện rồi là vì Bộ Y tế và tất cả những cơ quan chức năng đã nói ra rã mỗi ngày rồi, và có thể mình đã thực hiện rất là tốt rồi, nhưng mà có rất là nhiều người luôn là quên ở cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, quên ở cái vấn đề này. Và mình cũng đã chia sẻ với nhà mình rất là nhiều lần, đó là rau củ quả đó là mình ăn đa dạng nhiều màu sắc, để mà cung cấp các cái vitamin và khoáng chất cũng như là các cái dưỡng chất thực vật cho mình, để mình tăng cường được cái sức đề kháng của mình cũng như là cung các cái thực phẩm cung protein. Tuy nhiên á, ở cái chỗ là rau củ quả bây giờ nè, kể cả là những cái thời gian thông thường nhất luôn á, thì rau củ quả mà cho tới tay mình mà tiêu dùng á, thì nó cũng đã qua thời gian là quá đi là khoảng một vài ngày rồi, sớm nhất là một ngày, còn nếu không thì 2-3 ngày luôn. Và có khi mình mua về mình tồn trữ, bây giờ nè mình tồn trữ trong nhà nè, là mình tồn trữ có khi là gì ăn cả tuần lễ luôn cả nhà trời ạ. Thì lúc đó là vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin luôn, ở trong các cái loại rau củ quả đó nó đã giảm trầm trọng rồi. Là vì người ta khuyên rằng các cái loại rau củ quả đó, thì chỉ sau khi mà nó rời khỏi cái cây hoặc cái dây mình hái xuống thì trong vòng là 4 tiếng đồng hồ, thì hầu hết luôn là các cái vitamin và khoáng chất bắt đầu giảm. Mà theo một số thông tin thì sau, mình ví dụ một cái thôi, đó là sau 4 tiếng đồng hồ thì các cái vitamin, đặc biệt là vitamin C, nó đã giảm đi là khoảng 20%. Sau quá một ngày thì nó đã giảm đi là khoảng 46% rồi cả nhà. Cho nên là mình tưởng tượng xem là mình đưa về thì nó là còn bao nhiêu. Rồi sau đó là gì, mình chế biến, mình thực hiện ăn chín uống sôi mà mình nấu lên, thì khi mà cái vitamin á, nó mất cái, bắt đầu nó mất cái tác dụng á, là ở cái nhiệt độ là khoảng 60 độ C. Bắt đầu từ 60 độ C là nó đã bắt đầu mất tác dụng. Cho nên là bây giờ mình nấu lên thì nhiệt độ là 100 độ C. Cho nên là liệu là vitamin có còn hay không? Đó lý do là tại sao mà mình vẫn ăn rau rất là nhiều luôn nhưng mà mình vẫn thiếu vitamin. Đó là do mình chỉ ăn cái chất xơ mà xơ thô thôi ạ. Chứ còn lại là vitamin ở trong đó là hầu như là không còn nữa. Cho nên là cả nhà của mình lưu ý ha, cái thời gian tồn trữ và cái cách chế biến nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất dinh dưỡng mà còn lại để mà mình có thể là tiêu thụ, mình ăn vào, và còn cái phần nữa đó là tiêu hóa và hấp thu. Rồi những cái giải pháp mình có thể là gì, đặc biệt luôn là nếu như mà mình chưa có mắc
phải mình chưa có phải là F0 hay là F1 thì mình vẫn cần các cái giải pháp bổ sung để mà mình tăng cường sức đề kháng, đúng không ạ? Mình tăng cường sức đề kháng thì mình cần, rất là cần luôn là protein. Vì sao vậy? Vì protein là cái nguồn nguyên liệu để mà tạo nên cái kháng thể, tăng cường được cái hệ miễn dịch của mình. Đó là cái nguồn nguyên liệu để tạo nên các cái tế bào miễn dịch. Như vậy thì thiếu protein thì chắc chắn là không có nguyên liệu để tạo nên các cái tế bào để mà đáp ứng miễn dịch, và tất nhiên rằng cũng sẽ không có cái nguyên liệu để mà tạo các cái kháng thể. Thì như vậy là chắc chắn luôn là chúng ta phòng thì chúng ta vẫn có rất là cần cái lượng protein, cái hàm lượng protein không những đủ về số lượng mà còn chất lượng nữa, có nghĩa là liên quan đến cái việc là các cái axit amin thiết yếu. Cho nên là mình cần chính cái axit amin thiết yếu đó, cả nhà lưu ý ha. Rồi cái nữa đó là cái omega 3. Omega 3 cũng rất là cần cho cái hệ miễn dịch của chúng ta luôn. Có omega 3 được là nó sẽ giúp là tăng cường được cái hệ miễn dịch của chúng ta. Rồi cũng tham gia tạo nên các cái tế bào miễn dịch. Đó cho nên là rất là cần luôn, đó là cái chất béo tốt ha. Rồi các cái vitamin để tăng sức đề kháng cũng như là chống oxy hóa. Đó là vitamin C, vitamin E, vitamin A, hoặc là cái tiền tố của vitamin A là beta carotene, hoặc là các cái khoáng chất để tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, đó là gì? Kẽm nè, selen nè, đồng nè, và một số cái loại khoáng chất khác ha. Rồi, ngoài ra thì cả nhà của mình đừng có quên một cái nhóm rất là quan trọng, đó là lợi khuẩn probiotic. Probiotic sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái hệ miễn dịch, đặc biệt là hệ miễn dịch tại đường tiêu hóa, vì cái hệ miễn dịch tại đường tiêu hóa là chiếm từ 70-75% cái hệ miễn dịch của toàn cơ thể của chúng ta. Cho nên luôn là chúng ta tăng cường được cái hệ miễn dịch ở tại đường tiêu hóa thì chúng ta đã giúp góp phần rất là lớn luôn đến cái việc đó là chúng ta tăng được cái sức đề kháng của chúng ta. Và đây như vậy thì rất là nhiều người luôn cũng sẽ hoang mang là nghĩ là mình sẽ chọn cái thức ăn bổ sung như nào khi mà tôi không có ăn đủ những cái thức ăn thô, hoặc là tôi không đảm bảo được rằng những cái thức ăn thô đó tôi ăn vào nó cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để tôi có thể tăng cường cái sức đề kháng của tôi. Thì những cái tiêu chí để mà mình lựa chọn, đúng không ạ? Thì cả nhà đang hoang mang mà bây giờ mình ăn cái thức ăn, thậm chí là gì, tới bây giờ còn không có rau, có nhiều nơi là không đủ rau để ăn nữa, và không có ăn theo đủ cái mà khẩu phần mà mình mong đợi nữa, chứ đừng có nói tới mà chất lượng của rau. Thì đó, như mình đã chia sẻ rồi đó, cho nên là rất nhiều người luôn rồi hoang mang, sợ hãi. Thì cái điều này nó cũng gọi là đó là cái phản ứng tự nhiên cơ thể mình thôi, phản ứng tự nhiên của từng người một thôi, tâm lý chung của từng người một thôi. Đó là gì? Mình cảm giác là mình cảm thấy là hoang mang vì mình cảm thấy là mình chưa có đủ các cái chất dinh dưỡng để mà có thể bảo vệ được cơ thể của mình. Thì cái tiêu chí để chọn được cái thức ăn mà mình bổ sung á, hay là những cái thực phẩm bổ sung á, thì mình sẽ thấy có những cái tiêu chí như sau. Đó là theo như mình thôi, còn cả nhà của mình cảm thấy có thêm cái gì nữa thì cả nhà của mình cần bổ sung thêm, đúng không ạ? Cho cái tiêu chí của riêng tất cả chúng ta ở đây. Thì còn riêng bản thân Loan á, thì là như thế này. Đó là cái thực phẩm đó phải an toàn. Cái thực phẩm bổ sung đó là phải an toàn. Vì cơ bản là nếu như mà cái thực phẩm mà mình đang rất cần, đúng không ạ? Mình đang rất là cần. Nhưng mà nếu như mà nó không có an toàn á, thì mình cần gì mình ăn vô nữa chi? Đúng không ạ? Cho nên đối với Loan đầu tiên hết là phải an toàn. Thì mình mới đưa vào chứ, đúng không ạ? Chứ còn nó không an toàn thì không cần đưa vào. Cái thứ hai, tiêu chí tiếp theo nữa đó là hữu cơ. Nếu mà mình chọn được là cái sản phẩm đó là hữu cơ thì rất là tốt, đúng không ạ? Và chắc chắn luôn là cái điều này là ai cũng mong đợi hết. Vì nó sẽ không có những cái gọi là, nếu như mà nó không phải hữu cơ mà nó tổng hợp thì nó sẽ mang kèm theo, nó sẽ tặng kèm theo một số cái vấn đề. Ví dụ giả sử như bây giờ chúng ta đang rất là cần vitamin C, đúng không ạ? Tăng cường sức đề kháng, mà mình cũng báo cho cả nhà biết đó là gì, vitamin C sẽ không có dự trữ ở trong cơ thể của chúng ta đâu ạ, mà chúng ta phải đưa vào mỗi ngày. Cho nên là gì, nếu như mà mình mua cái loại tổng hợp ở bên ngoài thì mình thấy rằng, tại vì lúc trước á cả nhà, mình cũng rất là quan tâm tới sức khỏe cho nên mình hay uống C, mình hay sử dụng C. Nhưng mà ở trên cái vỏ hộp á, bao giờ người ta cũng ghi rất rõ ràng hết trơn á, đó là gì, sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, và thường một số cái loại C thì người ta ghi là gì, không sử dụng quá một tuần.
vì những cái tác dụng phụ của nó là nó có thể là gây cái tình trạng sỏi thận. Cho nên là gì mà bây giờ thì ngày nào cũng phải sử dụng C hết, là vì C không có dự trữ. Như vậy thì trong cái thời gian mà mình không dùng đó thì cơ thể của mình nó sẽ như thế nào? Vì mình đang cần vitamin C để tăng cường sức đề kháng, ai cũng nói hết. Tất nhiên là cần nhiều chất khác nhưng mà đặc biệt là vitamin C. Cả nhà mình nghe ra rã mỗi ngày luôn đúng không ạ? Đó là gì? Ta cần vitamin C mà bây giờ ở trong cái lọ thì ở ghi uống có 1 tuần thôi. Rồi sau là ngưng 2-3 tuần sau mới được uống lại. Vậy thì trong vòng 2-3 tuần đó thì cơ thể của mình sẽ chống chọi với cái điều kiện bên ngoài là như thế nào? Trong cái tình trạng cấp bách như thế này. Thì có phải rằng khi mà mình tìm được một cái sản phẩm hữu cơ thì có phải là quá tốt không ạ? Cả nhà mình có thấy, nếu mà thấy là quá tốt cả nhà mình có thể tương tác với mình đi hả? Nếu mà thấy là quá tốt thì ghi giùm cho mình là nếu mà tìm được cái sản phẩm mà hữu cơ là quá tốt đi ạ. Mà nếu mà tự nhiên á, hữu cơ tự nhiên nữa thì là quá quá trời quá đất là may mắn luôn cho cái cuộc đời của mình luôn á. Cái thương hiệu nữa là thương hiệu mà mình sử dụng đó là phải là một cái thương hiệu lớn để khẳng định được cái vị thế và uy tín của họ nữa mà, đúng không ạ? Chứ có nhiều lúc quá hả, là có rất là nhiều luôn cái những cái người là mình ra bên ngoài đó, mình đi ra ngoài mình mua ở ở bên ngoài mình sẽ thấy có rất là nhiều cái hàng giả, là vì do là ai cũng cần vitamin C hết. Thì có một số cái người mà họ không có lương tâm á, thì họ lợi dụng những cái cơ hội như thế này để mà họ họ có thể là làm những cái vitamin giả chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là những cái cơ sở không có uy tín thì họ làm một cách gọi ồ ạt luôn, họ đưa ra bên ngoài để họ bán, đúng không ạ? Tại lúc này ai cũng cần vitamin C mà, ai cũng cần ra hút một đống vitamin C về hết mà, đúng không ạ? Cho nên là gì, mình cần lắm luôn những cái thương hiệu lớn và có uy tín để khẳng định là gì, khẳng định cái uy thế của họ, đúng không ạ? Và nếu như mà những cái thương hiệu đó mà có từ rất là lâu đời nữa, đó có nghĩa là minh chứng về chất lượng để họ tồn tại rất là lâu. Cho nên là cả nhà của mình không biết thì mình hỏi à, cái này là cái quyền lợi của mình đúng không ạ? Nhưng mà bản thân mình đã tìm ra, mình đã tìm ra và mình từng bước vậy đó. Trong suốt là cả 20 mấy năm trời luôn á, khi mà mình bệnh rất là nhiều á, là mình từng bước một mình để mình đi tìm được những cái sản phẩm theo những cái tiêu chí như thế này, để mà mình có được những cái sản phẩm mà cô Loan ơi, cô bị mất tiếng, cô bật tiếng lại cô Loan ơi. rồi. Mình xin lỗi cả nhà nha, mình đang ở mình bị ao ra không biết tại sao, chắc do mạng ở nhà, nhưng mà mình ngồi ngay cái wifi luôn á, ngồi ngay cái cục wifi luôn đó. Rồi ok, tiếp tục nha cả nhà, xin lỗi cả nhà rất là nhiều luôn, sự cố không có ai mong đợi ha. Rồi cái mình trình bày tiếp nha cả nhà. Đây, tiếp theo nữa đó là gì, cái lịch sử lâu đời và có nguồn gốc rõ ràng. Có nguồn gốc rõ ràng là gì? Kiểm chứng thực tế, kiểm chứng được thực tế đó là gì, có cái nguồn gốc rất là rõ ràng và chúng ta có thể truy xuất được. Rồi cái những cái tiêu chí nữa đó là phải có cơ sở khoa học, phải có cơ sở khoa học rất là rõ ràng luôn. Rồi mà không có dùng những cái nguyên liệu biến đổi gen. Mình rất là quan tâm tới cái việc biến đổi gen cả nhà, cho nên là nhà mình rất là hạn chế sử dụng những cái sản phẩm biến đổi gen. Cho nên là tại vì á, mình học cái câu này là từ rất là lâu rồi, vì mình làm việc với người nước ngoài nhiều, cho nên là we are what we eat, đúng không ạ? Tại vì á, họ nhìn thấy cái body mình fit nè, thì họ nói à, biết ngay là mày ăn một cách rất là khoa học rồi vân vân, vì mình đó bây giờ là U50 rồi cả nhà, chứ không phải là trẻ trung gì đâu, cho nên là mình rất là quan tâm tới sức khỏe luôn. Vì mình khỏe lên thì mình không là gánh nặng của gia đình, không là gánh nặng của con cái, mình không là gánh nặng của xã hội. Có đúng không ạ? Mình khỏe, bản thân mình khỏe, cho nên mình rất là ý thức về cái việc này. Rồi, tất nhiên rằng nếu mà để cho ai cũng dùng được hết á, và nó phải phổ biến và dễ dễ có thể tiếp cận được, thì nó cái giá của nó phải rất là hợp lý. Rồi mình tái sử dụng nhiều lần là vì nó đã là thức ăn nè, mà nếu mà thức ăn mà nó khó mua nữa thì cũng không có hợp lý, đúng không ạ? Cho nên là nó phải dễ mua, đúng không ạ? Cho nên là cái này là cái rất là quan trọng. Đó. Cho nên là mình đưa vào đây là những cái tiêu chí mà mình lựa chọn một cái thực phẩm.
Rồi, nó dễ sử dụng nữa, đúng không ạ? Đó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của rất là nhiều cái đối tượng luôn. Thì rồi còn những cái tiêu chí nào nữa thì cả nhà của mình mà có được thì cứ bổ sung ha, hoặc là cho Lan biết thêm để mà Lan có thể hoàn thiện cái những cái tiêu chí để lựa chọn này, để sau này là mình có thể chia sẻ thêm cho những cái người mà họ không có rành, họ không có biết, rất là tội, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì mình đã chọn được cái thương hiệu cho mình rồi. Còn cả nhà của mình thì đã lựa chọn được cái những cái thương hiệu để đáp ứng được các cái tiêu chí đó hay chưa? Cái sản phẩm mà mình có thể có được mà mình đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chí đó chưa? Nếu mà có rồi thì thực sự luôn là mình rất là chúc mừng cả nhà. Còn nếu chưa thì mình hãy quan tâm đến cái sản phẩm mà bản thân Loan đã dày công rất là nhiều năm để mà có thể tìm ra được một cái loại thực phẩm rất là tuyệt vời như thế này, đó là Nutrilite. Thì Nutrilite là như nào đó thì cả nhà của mình có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm, hoặc là hỏi những cái người mà đã mời mình vào cái phòng Zoom ngày hôm nay để biết được là thương hiệu Nutrilite là như thế nào. Hoặc là đơn giản nhất luôn là chúng ta chỉ cần lên mạng, chúng ta search là gì, nutrilite.com.vn với phiên bản tiếng Việt, hoặc là chúng ta đọc được tiếng Anh thì chúng ta đọc trực tiếp đó là nutrilite.com, thì chúng ta sẽ đọc được hết tất cả những cái thông tin đó. Và có nhiều lúc là chúng ta chỉ cần lên mạng, chúng ta search Nutrilite cái là đã có những cái tiêu đề họ đề nghị luôn đó, đó là bán chạy số 1 thế giới luôn rồi ha cả nhà ha. Cho nên là mình cũng rất là biết ơn luôn á, là Nutrilite, biết rất là biết ơn Nutrilite đã cho mình cái sức khỏe cho tới giờ này, từ là một cái người là đại lý bệnh nhưng mà bây giờ là mình rất là khỏe khoắn để mà mình có thể trao đổi với cả nhà của mình như tối ngày hôm nay. Thì từ cái quy trình canh tác đồ này nọ hết tất cả mọi thứ luôn để các cả nhà mình thấy là gì, đây là một cái thương hiệu rất là lớn từ năm 1934 cho tới giờ này đã là 87 năm rồi. 87 năm qua, cái nông trại hữu cơ được chứng nhận bởi Euromonitor. Ha, mà Euromonitor là ai thì cả nhà của mình có thể lên trên đó, lên trên mạng để chúng ta search ha. Rồi, thì không mất thời gian của nhà mình nhiều, mình sẽ chia sẻ những cái sản phẩm mà để giúp tăng cường cái sức đề kháng của bản thân mình, cũng như là chia sẻ với cả nhà để cả nhà có thể nắm được những cái sản phẩm như thế này. Để mà mình giúp tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể của mình trong cái mùa dịch, cũng như là khi mà mình đã là F0 hoặc là F1. Thứ nhất đó là protein thì hồi nãy mình đã phân tích với cả nhà rồi ha. Cái tiếp theo nữa đó là omega 3. Xin lỗi, cái protein này thì sẽ có đủ cái acid amin thiết yếu nè, không chứa cái cholesterol nè, ít chất béo, ít cái chất béo và không có cái đường lactose. Và cái đặc biệt luôn là chỉ số chuyển hóa và hấp thu là bằng 1. Còn protein này là protein thực vật cho nên thích hợp luôn cho cả những cái người ăn chay. Đó. Rồi, rất là dễ sử dụng và rất là dễ pha chế và đạt được đủ những cái tiêu chí này cho một cái protein cao cấp theo như gọi là đạm cao cấp hay là protein cao cấp đó, theo như cái tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên là một cái sản phẩm như thế là mình cực kỳ gọi là tâm đắc luôn cả nhà. Còn vitamin C thì thôi là mình cũng không cần phải nói nhiều rồi. Với cái tình hình là dịch bệnh như thế này thì chúng ta cần tăng cường sức đề kháng thì chúng ta hầu như là không thể thiếu vitamin C được. Cho nên là cả nhà của mình tự biết ha, là vitamin C sẽ có những cái vai trò cực kỳ lớn trong cái việc mà tăng cường miễn dịch. Đó. Thì đây là cái thành phần ha. Đó, thành phần cũng như là đặc biệt luôn mình rất là thích. Ngoài cái việc là chiết xuất từ cái trái Acerola cherry rồi, tất nhiên là hữu cơ và tất nhiên là từ tự nhiên rồi, thì còn chứa thêm cái thành phần đó là citrate bioflavonoid. Cái bioflavonoid này có tác dụng gì? Đó là có cái tác dụng để mà có thể lưu trữ và chuyển hóa hấp thu cái vitamin C này một cách triệt để nhất, tốt nhất luôn cả nhà. Vì không có cái chất dẫn này nè. Không, đây là gọi là chất dẫn đó cả nhà. Không có cái chất dẫn này thì cái vitamin C thông thường chỉ hấp thu được khoảng 20-30% thôi ạ. Đó, cho nên mình lưu ý cái flavonoid này. Mình lên trên mạng mình search cũng có luôn nữa cả nhà. Trên những cái trang mà của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng nói về cái flavonoid này luôn cả nhà nha. Đó, hay còn gọi là cái flavonoid đó, hay là người ta còn gọi là cái vitamin P phở đó cả nhà. Hoặc là người ta còn gọi cái nhóm này, nó còn gọi là cái C complex đó. Đó. Cho nên là kết hợp cùng với lại vitamin C của chúng ta thì mỗi một ngày chúng ta sẽ tăng cường cái sức đề kháng của chúng ta với cái vitamin C từ tự nhiên này thì quá sức luôn, là hoàn hảo rồi.
Rồi, còn vitamin E thì cũng giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào, chống oxy hóa, sẽ giúp hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của chúng ta rất là lớn luôn. Đó cả nhà ha. Thì vitamin E là mình rất là cần luôn đó. Vì nó sẽ chống lại oxy hóa, chống oxy hóa, vitamin C cũng chống oxy hóa cả nhà nha. Mà những cái chất chống oxy hóa có nghĩa là bảo vệ tế bào, mà cái tế bào miễn dịch của chúng ta cũng là tế bào ạ. Cho nên là chúng ta rất là cần luôn vitamin E trong cái việc mà tăng cường nâng cao cái hệ miễn dịch của chúng ta. Thì cái omega 3, mà đặc biệt cái omega 3 của chúng ta là cái salmon omega 3 cả nhà ha, omega 3 từ cá hồi. Mà cá hồi này là 60% cá hồi này là được lấy từ cái vùng biển Na Uy, từ cái vùng biển Na Uy là cái vùng biển sạch nhất trên thế giới này. Cho nên là và đảm bảo luôn cái omega 3 này có hàm lượng đó là EPA và DHA rất là cân đối luôn để cho cơ thể của chúng ta có thể hấp thụ một cách tốt nhất. Đó. Thì và đặc biệt luôn là không có cái chất bảo quản cả nhà nha. Không có cái chất bảo quản, thường là omega 3 là thường người ta cho cái chất chống oxy hóa vào trong đó cả nhà. Cái chất chống oxy hóa tổng hợp vào trong đó vì là chất béo cho nên nó rất là dễ bị oxy hóa. Nhưng riêng đối với salmon omega 3 của Nutrilite thì trong này chúng ta còn có lời thêm là 30 đơn vị quốc tế vitamin E từ tự nhiên luôn. Để mà có thể chống oxy hóa cho cái viên viên omega 3 này của Nutrilite. Và chúng ta cũng rất là cần cái canxi magie, vì canxi sẽ là một cái chất mà giúp cho điều hòa các cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta, cũng như là magie sẽ giúp là hấp thu canxi, và chúng ta sẽ thấy là magie ảnh hưởng trên tới 350 cái enzyme lận, trên cái cấu trúc của 350 cái enzyme trong cơ thể của mình, giúp điều hòa chuyển hóa các cái hoạt động trong cơ thể của mình. Cho nên là chúng ta rất là cần cái canxi và magie, và đồng thời luôn á, trong canxi và magie này chúng ta cũng sẽ có kẽm, chúng ta cũng sẽ có mangan, chúng ta còn có đồng, để giúp mà điều hòa cái việc mà hấp thu các cái chất khoáng này, cũng như là sẽ giúp cho là tạo máu, cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta. Rồi, cái mà sản phẩm mà chúng ta không thể thiếu được ở trong cái đường hô hấp, tăng cường cái hệ miễn dịch cho cái đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa của chúng ta, đó là multi-carotene. Cái sản phẩm này là tiền tố của vitamin A, chứa rất là nhiều cái nhóm để chống oxy hóa, bảo vệ cái niêm mạc của đường hô hấp của chúng ta cũng như là đường tiêu hóa. Đó chính là những cái chất ví dụ như là carotene, thì nó sẽ có cái phần lutein, rồi zeaxanthin, rất là tuyệt vời luôn để mà giúp cho cái hệ hô hấp của chúng ta tăng cường cái sức đề kháng. Cho nên là mình cần cái thực phẩm này cả nhà ha, cũng như là sẽ cho kể cả là cái đường tiêu hóa luôn, mà tăng cường được cái sức khỏe của đường đường hô hấp và đường tiêu hóa thì chắc chắn luôn là cái việc mà chúng ta phòng chống được cái COVID-19. Rồi, và cái sản phẩm mà mình tâm đắc trong cái vấn đề tăng cường sức đề kháng cho chúng ta đối với lại COVID-19 đó chính là cái thực phẩm cung cấp probiotic ha. Thì sẽ giúp cho cái cân bằng cái hệ vi sinh vật ở đường ruột của chúng ta, đặc biệt là tăng cường cái lợi khuẩn ở đường ruột. Rồi tất nhiên là tăng cường được cái lợi khuẩn đường ruột của chúng ta rồi, còn cung cấp một cái lượng chất xơ để nuôi dưỡng cho cái nhóm lợi khuẩn ở đường ruột này mà phát triển được nữa. Đó, thì lại nó sẽ duy trì được cái sức khỏe của đường tiêu hóa của chúng ta. Rồi, và đây là các cái giải pháp mà chúng ta đã thấy thường xuyên ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng rồi, đúng không ạ? Tự cách ly nè, nếu như chúng ta sẽ nghi nhiễm hoặc là nghi nhiễm COVID thì chúng ta sẽ tự cách ly ở nhà nè, chúng ta hạn chế đi ra ngoài, và thậm chí là nếu mà chúng ta nhiễm rồi là không đi ra ngoài luôn ha, và chúng ta tránh tiếp xúc với người khác, tất nhiên là phải đeo khẩu trang thường xuyên, rồi rửa tay, súc miệng, nhỏ mắt, rồi sẽ có các cái biện pháp tăng cường sức đề kháng từ cái các cái chất dinh dưỡng chúng ta cần. Rồi chúng ta kiểm tra nhiệt độ thường xuyên nè. Chúng ta sẽ xem cái nhiệt độ như thế nào, rồi chúng ta có bị ho hay không, chúng ta có đau đầu hay là khó thở, thì tất nhiên là chúng ta sẽ đến các cái cơ sở y tế, hoặc là chúng ta báo điện thoại cho các cái tổng đài mà có liên quan đến y tế để hỗ trợ chúng ta. Tuy nhiên, cái điều mà mình muốn nói với cả nhà ngày hôm nay đó là chúng ta cần chủ động luôn. Chúng ta chủ động trong tất cả mọi tình huống luôn, giống trước, ngay đầu tiên hết mình cũng chia sẻ với cả nhà chủ động, và bây giờ cuối chương trình mình cũng khuyên cả nhà là chủ động luôn. Chủ động là tốt nhất, chủ động là tốt nhất. Đó là gì? Đầu tiên hết là mình phải bình tĩnh, mình xử lý. Nếu như mà mình là F1 hay là F0,
À, mình cho dù mình là F F1, F0, F0, F1 gì đó thì mình phải bình tĩnh mình xử lý mới là quan trọng. Mình bình tĩnh mình mới xử lý được, không bình tĩnh không xử lý được cả nhà nha. À, từng bước một, đó là gì? Mình xem nếu mà mình đã có những cái triệu chứng mình nhiễm rồi thì mình cần làm những cái gì. Thì hồi nãy bên Bộ Y tế đó mình mới vừa chiếu cái hình đó, thì mình thực hiện đi ạ. À, mình thực hiện tất cả những cái biện pháp đó, rồi mình uống nước nè, rồi mình nghỉ ngơi nè, rồi mình sẽ ăn những cái chất dinh dưỡng nè để giúp cho hấp thu nè, để tăng cường cái sức đề kháng của chúng ta nè. Đó, từng bước như thế. Và mình ở tại nhà, mình ở tại nhà thì mình sẽ có là gì, có đầy đủ hết các cái dụng cụ, các cái thiết bị, chúng ta sẽ có được cái chỗ nghỉ ngơi hợp lý, rồi chúng ta sẽ không có đông đúc, không có ồn ào, rồi chúng ta sẽ có gì nữa ạ? Chúng ta có những cái chất dinh dưỡng, chúng ta sẽ tất cả những cái điều kiện luôn. Ở nhà mình thì vẫn là tốt nhất. Là vì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi vào bệnh viện để mà chúng ta được được chăm sóc á, là nó không có chính xác cả nhà nha. Chúng ta ở nhà là chúng ta có thể tự chăm sóc mình, hoặc là người nhà chúng ta có thể là có các cái biện pháp như nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu đó, để chăm sóc ngược lại cho chúng ta, hoặc là chúng ta chăm sóc ngược lại cho gia đình. Nhưng mà đi vào nơi cách ly nha cả nhà, nhớ một điều là đi vào nơi cách ly, thì khi chúng ta đi vào cái nơi mà cách ly đó là chúng ta sẽ không có được chăm sóc y tế giống như là những cái bệnh thông thường trước đây đâu ạ. À, là vì không có đủ lực lượng bác sĩ, không đủ lực lượng y tế để mà có thể chăm sóc chúng ta. Một cái nơi mà ba ba 400 người mà chỉ có đâu có khoảng chừng 7 8 bác sĩ, hoặc là 5 6 bác sĩ với lại là một số y tá ở trong đó thôi, hỗ trợ thôi, thì cả nhà mình hình dung xem là vô trong đó để mình cách ly, để mình không có lây nhiễm cho những cái người xung quanh thôi, chứ đừng có mong là tới đó để mà mình có thể được chăm sóc, để được mà hầu hạ đồ này nọ nha cả nhà, nhớ nha. Cho nên là mình bình tĩnh, mình ở tại nhà để mà mình có những cái kiến thức như là nãy giờ mình đã chia sẻ, để mà mình chủ động mình bảo vệ, chủ động bảo vệ mình và người thân của mình. Rồi, và tất nhiên là mình ở nhà là giảm áp lực cho ngành y tế, có đúng không ạ? Mình vào những cái nơi cách ly đó mình cảm thấy là chiếu trên tivi đó cả nhà, hoặc là rất là nhiều cái video mà chính những cái người mà ở trong các cái nơi cách ly đúng họ quay luôn đó, thì cả nhà mình có thấy là nó quá trời là áp lực cho ngành y tế không ạ? À, thì như vậy mình ở nhà có phải là mình đã góp một cái phần, tất nhiên mình ở nhà là mình phải đảm bảo là mình an toàn, mình thực hiện tất cả những cái biện pháp đó nha, thì mình sẽ giảm cái áp lực cho cái ngành y tế. Có nghĩa là mình rất là trân trọng những cái người ở tuyến đầu đó, quá khổ sở với những cái người mà nguy kịch rồi. Còn chúng ta ở nhà thì chúng ta còn khả năng thì chúng ta hãy làm hết sức đi ạ, ngay khi chúng ta còn khỏe ha. Và cái mà mình cần nhất luôn đó là hạn chế xem các cái tin tiêu cực. Tối ngày cứ lên trên đó coi bao nhiêu người chết rồi, có bao nhiêu ca nhiễm, mình cũng không biết để làm gì nữa. Mình đã từng chia sẻ với rất là nhiều người và mình đăng luôn ở trên cái trang cá nhân của mình luôn, đó là trời ơi đừng có gửi cho tôi những cái tin đó nữa, tôi không có cần. Thật ra tôi cần giải pháp chứ tôi không cần các cái tin này. Các cái tin này thì Bộ Y tế nhắn cho tôi mỗi ngày rồi. À, cả nhà hình dung không ạ? Bộ Y tế nhắn mỗi ngày trên Zalo hoặc là tin nhắn điện thoại đều có hết. Cho nên là gì, đừng có gửi những cái tin đó nữa. Và thậm chí là gì, nhiều lúc là mình chỉ cần chọt vào trong cái Facebook thôi là đã thấy những cái tin đó rồi, chứ khỏi cần gửi riêng nữa. Hạn chế các cái tin tiêu cực đi cả nhà, vì vì cứ coi là cứ 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 coi là Bình Hưng Hòa quá tải rồi, quá trời cái hàng, quá trời cái xác người đó rồi nọ kia đó, thì rõ ràng luôn là mình gây áp lực cho mình luôn nữa, và mình càng ngày mình càng tiêu cực hơn nữa, là cái hệ miễn dịch nó càng kém đó. Cho nên là gì, mình chủ động mình ở nhà mình xử lý tất cả tình huống luôn, và mình có các cái biện pháp để mình giảm cái nguy cơ lây nhiễm từ những cái người có liên quan. Ví dụ như là gì, trời ơi đi mà là thập vô mũi mình đó là ngoáy á, là mình cũng cảm giác là không có an toàn rồi đó. Là vì những cái người đó đó họ không có thay cái găng tay thường xuyên. Những cái người họ thao tác, những cái kỹ thuật viên đó họ không có thay cái găng tay thường xuyên. Ví dụ như là gì, mình tới là họ thay một cái găng tay khác, rồi từ một cái người khác tới họ thay một cái găng tay khác, mà họ có một cái găng tay đó thôi. Cho nên cái người mà họ nhiễm đó đó thì có khi là họ thở, tại vì lấy cái khẩu trang ra để mà ngoáy mà, thì người ta thở cái nó dính vô trong cái găng tay của cái người mà họ đang ngồi thao tác đó, cái là họ họ lại 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 lấy cái tăm bông họ lại ngoáy vô cái lỗ mũi của mình, thì là quá gần luôn, cái tay của họ với lại cái mũi của mình quá gần luôn,
thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao, vì họ họ kêu hết người này tới người kia liên tục mà, cho nên mình cực kỳ ngại luôn cái chuyện đó là lấy mẫu cái kiểu đó, cho nên rất là ngại luôn. Đó là mình ở nhà luôn, mình tự xem xét luôn, mình tự kiểm tra mình luôn. Nếu có những cái que test nhanh đó, là cả nhà của mình cứ tự test đi ạ. Cả nhà mình tự test ở nhà đi là tốt nhất, còn không mình cảm nhận được cơ thể của mình, hoặc là tốt nhất luôn là mình tự tăng cường sức đề kháng của mình luôn, để mà mình không có vướng tới cái những cái nhiễm đó. Và cả nhà của mình có nhìn thấy không ạ? À, những cái này nó rất là hot, cho nên là mình cho cả nhà nhìn thấy sơ như vậy thôi, à, không có để lâu ở trên cái trang, cũng không có tốt trong cái phần chia sẻ của mình. À, và cái phần chia sẻ của mình nó đến đây là hết. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều luôn đã quan tâm theo dõi, để góp phần bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, cũng như là sẽ tạo nên một cái cộng đồng khỏe mạnh, để giảm cái áp lực cho toàn xã hội của chúng ta, giảm áp lực lên cái ngành y tế, giảm áp lực cho gia đình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã quan tâm theo dõi. À, dạ vâng, cá nhân mình hãy gửi lời cảm ơn đến phần chia sẻ rất là bổ ích của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Loan đến gửi đến gia đình mình ạ. À. À, dạ rồi. À, dạ, thì thông qua phần chia sẻ của tiến sĩ thì tiến sĩ đã chia sẻ cho chúng